Nhân xin chào mừng tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay thầy sẽ có một cái chủ đề để muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì là khi thầy giải đề cho các bạn mà thi ABS TOEIC của vòng 2 năm 2020 ấy, thì các bạn có một cái kiểu rất là lúng túng giữa cái E hoặc là hành T hoặc là EK chẳng hạn. Thì bây giờ ví dụ như thầy cho một cái ví dụ như bạn nè, ví dụ như là bạn nói là đứa bé nó chạy đến mẹ nó. Thì ở đây thì có cái câu là Aika umma i wayo hay là Aika umma hành the wayo, thì các bạn rất là lúng túng mà không biết là cái câu 1 nó đúng hay là câu 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 2 nó đúng. Như là ở đây ví dụ như thầy cho này là câu 1 nè, thì ở đây là câu 2 nè, thì theo các bạn là câu 1 đúng hay là câu 2 đúng? Thì nhiều bạn sẽ chắc chắn là chọn cái câu 1 nó đúng, tại vì bạn quen cái E là đi đến đâu sẽ là bạn quen một cái kiểu giống như bạn nói đi đến đâu bạn sẽ nói là e kata, hoặc bạn bạn thường mà nói e uta có nghĩa là tôi đến đâu, hoặc là bạn đi đi làm hoặc đi học bạn dùng là e thani thanida. Thì bạn quen cái kiểu như vậy rồi cho nên là bạn nhìn ở đây bạn thấy là e yo thì bạn nghĩ là nó đúng, đứa bé nó chạy đến mẹ nó thì bạn dùng vậy là đúng. Nhưng thật ra là nó sai các bạn. Cái đúng là bạn phải dùng chữ là Aika umma hante wayo. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có chữ umma các bạn là người, một cái danh từ chỉ người. Cho nên là ở trong trường hợp này bạn phải dùng là hante hoặc là eke thì nó đúng. Còn nếu như bạn dùng chữ e như câu 1 thì nó lại là bị sai. Hoặc là hôm sáng thì có giảng đề class cho một nhóm bạn hoặc là đề ABS TOEIC thì các bạn thấy một cái câu đó là chề hanh cu co son sen nhiên này kề xó hanh cu co, ở đây hanh cu co rinh nha, hanh cu co rinh đánh máy gấp quá cho nên thầy bị sai một số chỗ là chề hanh cu co son sen nhiên này kề xó hanh cu co rinh cả đi trời ốc. Thì ở đây các bạn không biết cái câu này là nó bị sai, bởi vì thì ekeso thì nó là xuất phát từ một cái đối tượng nào đó đúng không, nhưng mà câu này lại mang cái ý nghĩa là tôi dạy tiếng Hàn từ giáo viên tiếng Hàn của tôi thì nó là bị sai. Ở đây nó phải là gì các bạn, tôi phải học nó mới đúng, không bu hề hồ mới đúng đó. Cho nên làm sao để chúng ta phân biệt được đúng là eke hoặc là ekeso, thì ngày hôm nay cái chủ đề của chúng ta sẽ nói về cái vấn đề này, khi nào bạn dùng e, khi nào bạn dùng eke và khi nào bạn dùng là ekeso. Thì thầy có chuẩn bị cho các bạn rồi nè đó. Thì bây giờ chúng ta trước tiên chúng ta có một cái e là dùng khi chúng ta dùng là vào lúc hoặc là tại. Thì ở đây thầy cho một cái câu mà chúng ta thấy nè đó, thì cái câu của thầy là của nên u e 출입국 관리사무소에 갈 겁니다. Có nghĩa là chúng ta có 오늘 오후 buổi chiều ngày hôm nay, thì chúng ta có phải đây là chỉ về cái thời gian không các bạn? Nó là 시간 đúng không? Đó là về thời gian. Thì chúng ta gắn cái trợ từ e vào, đó là vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ các bạn 출입국 관리사무소에, đó là ở đây e ở đây nó mang ý nghĩa là 장소. 장소 có nghĩa là gì bạn? Nơi chốn đúng không? Như vậy là e được dùng vào lúc là thời điểm nè, và e được dùng là gì bạn, vào cái nơi chốn nè, cho nên là chúng ta dùng e. Rồi như vậy ở đây bạn dùng thì tương lai là tôi sẽ đi nè, ở đây bạn có thể dùng là khan cùng như ta hoặc là khan coi vậy không. Và bạn lưu ý cho thầy thì chúng ta không được phép dùng onere, những chữ như là onen neil hoặc là oce thì là những cái từ ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì chúng ta không được phép dùng trợ từ e vào đây nha các bạn. Chữ e nó chỉ được dùng ở một cái thời điểm, ví dụ như là buổi chiều, buổi sáng, được chưa các bạn? Hoặc là mấy giờ, ví dụ han xie, thu xie, 2 giờ, vào lúc 2 giờ, hoặc là vào lúc 5 giờ, tha sót xie. Đó. Chứ chúng ta không được phép dùng chữ hồi nên, đó là một cái lưu ý thêm. Như vậy, chúng ta có e được dùng khi là gì các bạn? Vào lúc đó là thời điểm hoặc là nơi chốn là tại nhé. Hoặc là bạn có một cái câu là tôi đi đến trường cho nên hắc vô
e hắc vô e không đạt, tôi đi đến trường. Như vậy e được dùng gì các bạn? Đó là nơi chốn, tại vì trường học là địa điểm đúng không? Rồi cái từ e mà các bạn đã học nhưng các bạn luôn luôn quên hoặc các bạn không ứng dụng tốt khi mà trong bài học, đó là e được dùng cho cái gì các bạn? E được dùng cho cái giá cả. Ví dụ như ở đây nè, thầy có một cái từ là bữa nay chúng ta đang có một cái vụ mà bánh mì đúng không? Người hàng nói bánh mì là của mình này, ở ngoài Đà Nẵng đó, 20 người ra nó ở một cái thủ cấp thì cho tôi ăn có một tí xíu một cái mẫu đó. Cho nên thầy cho ví dụ là cái từ bánh mì, thì chúng ta trở lại với cái bài học của chúng ta. Thì chúng ta có từ băng hành kề, băng hành kề có nghĩa là một ổ bánh mì. Thì ở Cao Lãnh bánh mì Hồng Ngọc nó có 8.000 đồng thôi bạn, rất ngon nhưng mà có 8.000 đồng thôi. Là pan chun dung đúng không? Pan chun dung in gì ta, nghĩa là nó có 8.000 đồng. Pan chun pan chun dung. Thì ở đây chúng ta đang nói về một cái số lượng là một ổ bánh mì, cho nên chúng ta gắn chữ e vào và cái giá của nó là 8.000, cho nên gắn với cái giá của cái số lượng là bao nhiêu thì chúng ta dùng trợ từ e. Và thầy có thể là hỏi là gì bạn? Hạp hành kurise, hạp hành kurise đó là một cái chén cơm, một cái tô cơm thì có giá là bao nhiêu? Có phải là thầy có cái số lượng ở đây là một chén cơm không, một tô cơm không, và giá là bao nhiêu? Như vậy chúng ta có e dùng cho cả là cái giá cả các bạn nhé. Rồi cái e mà chúng ta đang lung tung ở đây đó là chúng ta có e là thầy tạm thời nó là cái gì đó tới cái gì đó, cái gì đó tới cái gì đó, hoặc là cho cái gì đó tới ai đó. Thì ở đây chúng ta có cái từ e, ví dụ thầy có nè, un dung là tập thể thao đúng không các bạn, thể dục đúng không, cái chúng ta có cái danh từ nó nghĩa là vậy. Như vậy thể dục thể thao thì tốt cho sức khỏe, như vậy là e cho ai không. Như vậy có phải là chúng ta có gì các bạn, cái gì đó có nghĩa là un dung và tốt cho cái gì đó hoặc là tới cái gì đó là sức khỏe, như vậy là tập thể dục thì tốt cho sức khỏe. Hoặc là chúng ta có cái câu thứ hai đó là gì, cho nên nam mùa mùa rơi chất sợi, tôi đã cho nước vào cây, thì có nghĩa là tôi gì các bạn, tưới nước cho cây. Có phải là tôi là chủ ngữ, là chủ thể gì các bạn thực hiện cái hành động đó là tưới nước cho cây. Như vậy gì bạn, chúng ta đang gì các bạn, cho một cái gì đó tới một cái gì đó. Rồi như vậy chúng ta lại có tiếp tục là gì bạn, quỳnh tôn môn thể thao, thể dục thể thao thì lại tốt cho sức khỏe. Chúng ta không dùng là e chỗ ai như câu này, mà bây giờ chúng ta lại là gì các bạn, dùng e ke. Hoặc là bạn cũng có thể dùng chữ hành the ở đây các bạn, bạn cũng có thể dùng chữ hành the ở đây đó. Không có hành the ha, hành the chứ phải hành the, nhưng mà đọc vô câu thì sẽ là saram hành the, tại vì nó có bốn âm cho nên chữ này đọc là hành đúng không. Còn nếu mà bạn nói không thì phải là hành the đó. Như vậy là gì, thể thao thì tốt cho con người. Như vậy tại sao thầy lại dùng chữ eke hoặc là hành the ở đây mà thầy không dùng là e ở đây? Thì chút này chúng ta phải so sánh. À, ở trên đây là gì các bạn, chủ thể là môn thể thao và gì các bạn, nó tốt cho một cái sự vật, một cái sự việc, đó là sức khỏe, thì chúng ta dùng e. Nhưng ở đây môn thể thao là chủ thể, nó tốt cho con người, thì con người nó là từ chỉ người, thì lúc này bạn không được phép dùng chữ e mà bạn phải dùng chữ eke và hoặc là chữ hante. Như vậy chúng ta đã có một khái niệm để phân biệt rồi đúng không ạ? Như vậy tiếp tục chúng ta có nè, tôi đã tặng hoa cho do chin, có nghĩa là do cha chin cu, bạn gái của tôi. Thì do chin là con người cho nên bạn dùng chữ eke cho thầy, được chưa các bạn? Câu tiếp theo, minsu shiga lula shi eke son murin chimita, thì giống như vậy thôi, nghĩa là anh minsu ảnh tặng quà cho bạn lula, thì lula là con người, con người cho nên bạn dùng chữ gì cho thầy, chữ eke vô cho thầy, được chưa các bạn? Rồi song sen nghỉ mi hắc sen tư đề kê hành cu co, hành cu co đến cà rít chim gì ta, thì ở đây bạn phải dùng là gì, thầy giáo
dạy tiếng Hàn cho học sinh. Thì lúc này là thầy giáo dạy tiếng Hàn cho học sinh. Thì chúng ta phải dùng là gì các bạn? Là chữ EK. Bởi vì những hát sinh tinh có nghĩa là từ chỉ người. Và ở đây để giải đáp cái câu hồi nãy thì bạn có thể nói là tôi học tiếng Hàn từ thầy giáo tiếng Hàn của tôi. Ví dụ là 제 한국어 선생님. 선생님 thì phải 에게서. Từ thì bạn 한국어는 phải 공부 nha các bạn. Hiểu không? Thì như vậy là tôi học tiếng Hàn là cái việc là bạn thực hiện một hành động. Nhưng cái hành động này nè, bạn nhận từ ông thầy của bạn. Như vậy thì bạn phải dùng là 에게서. Như vậy 에게서 khác với 에게 ở chỗ là gì các bạn? Một cái hành động xuất phát đi. Còn 에게 là gì các bạn? Một cái hành động cho tới. Đó, như vậy hai cái nó khác nhau nha. Rồi, thì có cái từ là gì bạn? 당신에게 편지가 한 통 왔어요. Để ở đây là gì các bạn? Trên cái từ điển Naver thì thầy tra ra thì thấy là của trường đại học Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, họ có một cho ví dụ trên trang Naver thì có nghĩa là gì? Sao các bạn? Một cái lá thư, đây là một cái lá thư đúng không? Han thun là một lá, một cái lá thư đến cho bạn. Có nghĩa là gì các bạn? Tôi ở đây nè, thầy mở cái Naver ra cho các bạn coi nè. Chúng ta có một cái câu. Đó, đây. Thầy mở to lên cho các bạn thấy nhá. Đây, có một cái lá thư được gửi đến cho bạn. Có nghĩa là chúng ta đang diễn tả cái EK này là một cái hành động đến mình, cho tới mình. Thì chúng ta thấy là ở đây có ý là có một cái lá thư được gửi đến cho bạn. Như vậy là ota là đến, wasseo là đã đến, hantun là một lá thư, penchika hantun wasseo, một cái lá thư gửi đến cho bạn nè. Đó, như vậy chúng ta có cái câu đó là như vậy luôn, và nó có mang một cái ý nghĩa là tới ai đó, cho ai đó. Rồi, như vậy ở đây thung sen in gì các bạn? Thung sen in thể hành the hợp bên chó, đó là gì? Em cho con chó ăn, đó là cho con chó cơm, đó là cho con chó ăn cơm. Đó, như vậy chúng ta có cái chữ hành the là dùng cho cả luôn cái động vật. Như vậy chúng ta lưu ý nha, từ hành the, từ eke là dùng cho người và cho động vật, còn chữ e là chỉ dùng cho sự vật và đồ vật các bạn nhé. Rồi, như vậy ở đây chúng ta có một cái khác nữa nè bạn. Cho nên dùng lên hành cu co xà ra mẹ kê đè vội không? Nói là tôi học cái gì các bạn? Tôi học tiếng Anh. Ở đây bạn không dịch là tới nữa mà bạn học với luôn cũng được các bạn. Tôi học tiếng Anh với dòng quốc xà ra là người Anh. Như vậy chúng ta có chữ e kê ở đây cũng được dịch là gì bạn? Với các bạn nhé. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta thống kê lại nào. Chúng ta thống kê lại nha. Thầy đưa cho các bạn một cái dề môn là một cái ví dụ nha. Những cái câu ví dụ nè. Nuku hante penchirin soyo. Soyo, đó là bạn viết thư cho ai vậy? Tôi viết thư cho bạn ở quê. Kuhan chin kuhante penchirin soyo. Câu 2. Quê của chân sách soyo. Bạn tại sao lại mua hoa này? Thì gì bạn? Do cha chinh cô hành thê sơn môn hành kiểu. Tôi sẽ tặng cho bạn gái của tôi. Như vậy tới ai cho ai là chúng ta dùng chữ hành thê ek. Được chưa các bạn? Một câu ví dụ khác. Sơn xem nhìm. Nam san tù thơ quân trần hoa bệnh hồ cam nhật tơ nhiễu. Sơn xem nhìm. Thầy ơi, cái số điện thoại ở thư viện Nam san là số mấy về thầy? Mian hiểu không? Chán mua lại không? Xin lỗi, thầy cũng không rõ nữa. Em hãy gọi tới cho 114. In-in-sa-e. Các bạn, chan-hoa, hepo-seo. Em hãy thử gọi cho 114 thử xem. Như vậy, e là tới cái nơi nào đó. Được chứ các bạn? Như vậy, bây giờ thì thống kê lại nè. Chúng ta có người và vật để điểm cây trồng. Con người và vật để điểm cây trồng. Thì chúng ta sẽ có dụ như là tôi cho con chó. Thì đây là khe-e-ke-choy-o. Tôi gửi cái bưu thiếp cho bạn. Xin cô ấy kê số phụ huynh của nhà ông. Tôi hỏi giáo viên. Sơn sen nhiêm hạnh thê mũ rau bài ông. Được chứ các bạn? Rồi ở đây ví dụ như bạn tưới nước cho cây thì sẽ là nào mua e mũ rinh trời ông. Tôi gửi gì các bạn? Tôi gửi cái lá thư đến cho... Tôi gửi cái bưu phẩm đến Trung Quốc. Xin cô ấy kê số phụ huynh của nhà ông. Rồi, mong các bạn hiểu ha.